Thực ra mình đã tình cờ tới được đây. Khi mình và bạn trở về từ Thánh Sơn Orphin, chúng mình không hiểu vì sao mà bị tấn công bởi những golem phép. Bọn mình đã đánh bại được chúng, nhưng bất ngờ kẻ giấu mặt kia lại xuất hiện. Mình đã bị đẩy ngã khỏi vách núi trước khi kịp phản ứng. Thật may là thần khí Song Luân đã kịp thời cứu mình. Và tình cờ chúng mình còn khám phá thấy một vết nứt, mở ra một con đường đi sâu vào bên trong núi. Mình tiếp tục đi vào và trông thấy một cánh cửa. Mình không thể ngờ rằng có thứ như vậy nằm phía dưới tháp Quang Minh. Một bức tranh khắc trên tường có hình ảnh của tháp Quang Minh, Thánh Luân, Điện Lao và một đường thẳng kết nối chúng. Đối với mình thì trông nó hơi lạ lẫm. Rồi bất chợt, thần khí Song Luân bay tới hai lỗ hổng cạnh bên và mở khóa cánh cửa đá. Hóa ra chúng chính là những chiếc chìa khóa. Thật không thể tin nổi. Và giờ thì mình đang đứng đây cùng với bạn và tên to xác này. Rốt cuộc thì bạn là ai? Mình đang ở đâu? Những thiết bị này là gì? Tại sao thần khí Song Luân lại biết về nơi đây? Làm thế nào mà chúng ta lại có thể mở được cánh cửa? Tại sao không có ai cho mình biết vậy? Tại sao? Quá, từ từ đã, kia có phải là hồn trụ không? Subscribe và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.